chào các bạn. Chị Khanh và Tám chuẩn bị chở Lê Quang đi bác sĩ. Trời ơi nè, con đi vô con lấy mới mua cho mẹ ha, ba sách này nè. Con lấy một bộ đi nha, mẹ một bộ cho bác Khanh bộ nè. Dễ thương. Các không thể nào kiếm nổi ha các. Các mẹ nghe tin cái ông thằng Hàn Quốc gì nó tự tử á. Nào vậy? Má có địa chỉ rồi kìa. Đó là vận động viên. Ủa vậy hả? Vận động viên Hàn Quốc hả? Nói như con gái. Bóng rổ, thằng này bóng chuyền. Kiếm ra hả má? Cá rồi, cái ra rồi con. Chị Thanh có lấy này không? Che nắng này nè. Không, mày giữ đi cho mày che. Mày là mày đi. Ừ, mày giữ cho chị. Ừ, cho em. Không hả? Mà mày để đây một miếng để cho mày, cho thơ. À, cho em nha. Trời ơi, chị không sợ nắng bên hông chị hả? Không, nhưng mà mày để thế nào ông định nó cũng đi, ông dẹp dục của mày à. Trời ơi. Thật ra tao phải giấu, tao bỏ. Cái này quý lắm á. Tao phải bỏ mày sao? Nè, trời ơi, cái ấy này là không có bị gì, nắng vô trong mặt nè. Thôi, cảm ơn nha. Không thấy đường lái xe chị. Không, nắng bên hông của chị á. Bữa nay chở Lê Quang đi đâu? Lê Quang chào các bạn vô cái lỗ đi kìa. Chào các bạn. Cái lỗ kìa. Chở Lê Quang đi đâu? Đi khám cái chân. Bữa nay đi một năm rồi, một năm hơn rồi. Bây giờ bắt đầu đi trở lại để mà mình đổi cái chân khác. Và kỳ này Khanh sẽ đi kiếm cho Quang, xong mình ráng order cái chân mà nó giống như là cái mũ nó mềm một chút á, cái nó không có cứng. Thì cái đó là cái mà nó đưa cho mình coi đầu tiên đó Quang. Nó có luôn cái chân đó Quang. À, luôn chân sợ mặc đồ khó không ta? Luôn cái chân no, 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 Quang, cái đó mình... Ờ, đúng rồi, mình cứ... Đúng rồi, có các bạn chân sợ mặc quần khó. Ê, ủa? Không, cái ủa? Cổ chân. Hả? Cái bàn chân thì giống cái này cũng có bàn chân chứ. Nhưng cái cổ chân nó cũng giống nhau mà anh. Ừ. Đúng rồi, nó đi nguyên một cái chân như là chân thiệt cái đó Quang. Nó sẽ giống thiệt hơn là vì nó là cái màu vàng mà cái thằng này nó ở cái khớp đó có cái độ đàn hồi. Không biết cái chân kia nó có độ đàn hồi không? À, là có độ đàn hồi lên. Coi thử coi đi anh nhắm môi. Bây giờ mình đi vô mình cao su hả? Có cái bài hát á. Cao mu cao mu cao su. Ủa chết cha. Chưa xích bèo. Người ta nói là chiều chiều cái cô gái này cổ đi cạo mũ cao su á. À. Cái người ta hát chiều chiều ra đứng tay lầu tay. Tay lầu tay. Thấy cô tăng tình đang đứng cáo mu cáo mu cao su. Thì nó hát cẩu mà. Cạo mũ cao su. Các bạn thấy cô gái cạo mũ cao su người ta hát theo dần đúng dần nghe hát dần cạo mũ cao su cạo mũ cao su Khanh này không biết gì anh ha. Đừng có chọc với Khanh nha, thứ tự thì chọc với Khanh. Ờ đừng chọc quá nha, chọc quá nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tà la luôn á. Đã quá, xe chị Khanh có cái miếng này em để sẵn trong này nha. Chừng nào mà đi với em là chị phải để cái miếng này trên trên nắng nha. Sẽ kiếm một chỗ để an toàn cho thơ chứ còn nếu không sẽ không có cánh mà bay đó. Ủa nha, cái dặn đỉnh này cái đó là miếng nó của em á. Bộ bối quân thơ gia tài thôi. Chứ mắt công em cứ cầm cái áo che mỗi tay cũng chết luôn. Làm cái gì mà sợ nắng dữ vậy? Sao không sợ? Nám chị có cho tiền em không? Không. Nám khỉ gì mà. Có dắt em đi chữa nám không? Có cho tiền em đi chữa nám không? Có. Chị nói em sợ hay là không sợ? Rồi bây giờ cái chân của anh Quang nói tiếp. Bây giờ đó là một năm rồi thì là mình phải đi đổi lại. Thì bây giờ có thể cái muscle của mình á, cái chỗ mà mình mổ á, nó đã bắt đầu nó đã nhận teo lại ha, dùng chữ siêu thấy không, tự nhiên á 2022 đó mình muốn dùng những cái danh từ mà hay đó Quang. Mà kiếm ra Quang ơi, biết nói giống như mình không muốn dùng cái chữ nó bị teo lại mà thật sự là đúng là cái muscle nó teo lại rồi. Ờ đó
thì ra giống như bây giờ nó gọn lại rồi, nên là cái mới đầu thì nó còn sưng, nên là cái chỗ mà cái chân cái khớp vô đương nhiên nó phải bự hơn. Thì bây giờ bắt đầu cái chân mình nó đã gom lại rồi thì bắt đầu đâu mình này phải... đâu, em đâu tối ngủ đâu có mang cái miếng gì nữa đâu. Đúng rồi, tại vì nó ôm sát quá rồi không mang nữa. Cái miếng màu trắng mà em nói cái gì, cái miếng màu trắng cái mà miếng bọc lên chưa, bọc đúng rồi, đúng rồi, chưa... đúng rồi. Không có đó là sáng mang cũng được á. À bây giờ là hết rồi đúng không? Đó. Là bây giờ nó không, là bây giờ coi như là mình sẽ đi mình kiếm cái cho nó fit với lại cái chân. Có khi nào anh không mang cái đó cho nên là bây giờ nó tê không? Không. Đúng phải. Tại sao các bạn bà thơ của tôi á không có biết về khoa học, không có biết gì á, tưởng tượng bậy bạ không à. Tự nhiên không mang nó bị tê. Làm sao bà nội? Thì ai biết, nhiều lúc người ta kêu ổng mang cái đó một mang bữa đó mang đó cái đó để cho cái thịt nó gom lại, để thịt nó gom lại, hiểu không? Nó không bị bự ra đó. Chứ không phải cái tê là cái tê, cái tê là do nerve, là do những cái với lại cái tê là những khi mình bị nghẽn gì đó không biết nó bị tê. Nhưng mà mình tê càng ngày càng nhiều thì mình phải nên đi khám, nên là kỳ này Khanh cũng đã lấy hẹn cho Quang đi khám rồi, thì chuẩn bị cho Quang đi về Việt Nam. Ai? Lê Quang. Việt Nam về. Ai biết? Vì mới đi bác sĩ sắm chân đồ làm đồ cho ngon lành rồi đi về. Không về Việt Nam muốn đi xe tay ga được á, đi xe Honda. Lẽ bỏ sự. Đi được không? Ôi lại vậy, không bỏ đi đi xe lâu rồi. Bỏ đi xe Honda lâu rồi hả? Ở lâu, xe chỗ luôn không thấy. Ủa? Anh đi xe ôm gì vậy? Anh sao anh gác cái chân cái xe? Xe ôm có hai chân bình đằng sau mà em được. Nhưng mà sao anh công chân lên anh gác lên cái đó được? Sao không? Bình thường cái đầu gối của mình mà đâu có bị gì đâu lớn. Nhưng mà sao anh đi lễ anh đâu quỳ được đâu? Quỳ thì làm sao quỳ được? Quỳ thì đau đúng không thơ Quang? Không quỳ xuống đứng lên không được. Ngồi thì bình thường. Đúng rồi, quỳ xuống đứng lên không được, đúng rồi. Mà ngồi cong cái chân. Cầm chân vậy là thì ngồi trên xe cũng ngồi giống vậy thôi. Tại vì Quang còn cái đầu gối thơ. Nó có nhầm gì đâu. Có điều mình ngồi lâu quá thì bị tê thôi. Ngồi phải cái chỗ rộng chút cho Quang duỗi chân. Để coi ra coi vô được. Nó duỗi chân nó để. Nhớ cái thời gắn chân giả. Làm gì vậy chị Khanh? Bây giờ uống thuốc bổ, bây giờ rất là happy, ngày nào cũng uống. Và tại vì nó là lại gummy bear, mình ăn sướng hơn là mình uống nó bự quá. Cái này là zinc nè các bạn, cái này gọi là zinc với lại vitamin C. Chúc mừng năm mới. Năm nay là
coi hai vợ chồng kìa. Cái này à, cắt lại đó. Bữa hết mask rồi phải đeo cái mask của thơ à. Không thích. Không thích. Hai khẩu trang sinh đôi nè. Khẩu trang sinh đôi nè, hai mặt màu đỏ đỏ nè. Đeo khẩu trang đôi, khẩu trang cặp nè. Thấy chưa? Cái đuôi đồ không thấy mà còn trả lời nữa. Còn trả lời. Cái đuôi đồ. Có mình tươi là tôi đeo màu đen thùi à. Nhớ lúc mà những ngày đầu tiên mà quan bị đó, mình tới đây lúc đó mình hoang mang dễ sợ luôn ha. Không biết là mình không biết là lúc đó nó như thế nào. Phải công nhận nó cái gì cũng vậy ha, lúc mà mình mới bị á, mình đủ thứ bỡ ngỡ. Và giờ qua rồi mình mới thấy là cái chuyện nó nhẹ nhàng, nó không như mình nghĩ. Và cũng rất là may mắn là Quang đi lại rất là lẹ đó ha. Và Quang đi lẹ đó, rất là tốt. Đúng là ngày đã tới căn phòng này. Các bạn nếu mà có theo dõi bà Tám có nhớ cái khúc này không? Lúc đó ngồi rất là hồi hộp, không biết chuyện gì xảy ra, không biết là Quang có đi được hay không, không biết cái chân giả nó ra làm sao. Cái đến khi mà bác sĩ vô, đến khi mà bác sĩ vô, lúc mà ông kéo cái chân ông lên, mình thấy nguyên cái chân giả của ông giống như của Quang đang đeo bây giờ. Cái tự nhiên mình cảm thấy mình đỡ sợ Quang ha. Thấy wow, coi như là người ta đi được thì chắc chắn là mình sẽ đi được. Nhưng mà bây giờ ngồi ngày hôm nay ngồi như vậy thì tâm trạng của Quang như thế nào Quang khi mà trở lại? Nhớ cái tâm trạng đó vậy sao? Xong rồi mỗi lần khám xong rồi đi về đợi cái chân rồi dòng lên dòng xuống 3-4 lần mới có cái chân. Rồi mà cho mượn cái chân trước nữa. Đúng rồi, mình mượn cái chân nữa, mượn cái chân về mà mỗi lần đeo vô khó. Công nhận Quang ha, khổ. Mỗi lần đeo vô nó quẩy luôn á. Bây giờ Khanh biết chị nhận lời Quang. Mới đầu á mình đeo vô khó là cái chỗ này của mình còn sưng nè, Quang còn sưng nè. Đeo vô khổ sở vậy sợ rồi. Lúc bắt đầu cái xong là lúc mình đeo cái chân đó là chân temporary thôi. Cái lúc mà Quang bắt đầu Quang quen rồi, cái đổi qua cái chân này nè, lúc đó mình trời ơi. Lúc đó Khanh này nghĩ là thôi chết rồi, mình lại về mình lại phải go through từ đầu nữa, là lại phải khó khăn, không biết là hoang mang có được hay không. Rồi nói như là lúc đầu về nó cho hỏi là nó nói là mình mang bao nhiêu tiếng, mình phải gỡ nhiêu tiếng rồi bao nhiêu tiếng. Hỏi mày một ngày mày mang bao nhiêu tiếng cái đó? 10-20 phút hả? Anh mang bao nhiêu phút quá? Cái nó dòm mặt ảnh. Giống như nó ngạc nhiên là gì? Một ngày ít nhất phải đeo 8 tiếng. Mà vô hỏi ổng đó, đeo có 20 phút. Mới đầu đau á, tại vì đau á, cái mở ra mở vô á. Nhưng mà sao rồi cái, mà lúc đó cái tâm trạng của chị là mỗi lần mà Quang đổi một cái mới á, chị lại lo cho Quang. Chị lại sợ là về nó không có họp, nó không có đau, lại phải trở lại nữa, các bạn thấy không? Nhưng mà rồi thì phải công nhận là rồi thì nó cũng qua. Lúc mà đi này em nghĩ chị ngồi ở đây đi, em quay cho nó lúc, dễ lúc mà đi lên đây mừng nha Quang nhé. Nhớ hoài cái cảm giác mà Quang mà đi được á, mừng lắm các bạn, mừng mà lên té luôn đó. Thank you.
lý do tại sao mà Quang bị như thế này á là tại vì bây giờ cũng như là cái muscle của mình nó đã trở lại bình thường rồi ha. Thì khi mà cái chân giả đó nó có thể nó làm cho cái phía trên này nó sẽ làm nhỏ hơn chút xíu thôi chứ nó không có nhỏ quá được là cái thứ nhất. Do đó khi cái chân mình cái muscle cái chỗ cái cục thịt này của mình nó nhỏ lại á thì Quang phải mang vớ vô để cho nó bự ra, để cho nó bằng với là cái lỗ chân đó, đó. Để khi mà nó cái lỗ nó bự mà cái chân Quang nó nhỏ đó thì Quang đi hơi sâu xuống. Quang hiểu không? Cái chân mình nó chạy hơi sâu xuống nên do đó mình bị chạy đây. Đó là khi mà mình mang cái kia lên thì cái chân mình nó lên một chút xíu thì Quang không bị chạy. Nó đem đi đâu hả? Nó đi lấy cái mới cho Quang. Cái mới hả? Nhớ rồi đã lấy cái mới và nó sẽ order cho mình cái mới nha. Và chị đang xin nó là cái material là nó mềm chút xíu để coi cái nó có làm được hay không. Nhưng mà bây giờ để coi cây Quang có chịu nguyên cái chân luôn không nha, thì nó đem ra cho mình coi thử. Okay. Do you like your liner like that? Cái chân của ổng á, cái chỗ này là nó không có bị giống như lồi lên giống như anh á. Hỏi coi, nhìn coi cái chân của ổng là thuộc loại cái nào vậy. Tại ổng mặc quần không thấy nó lồi giống như anh mặc. Cái này là cái... Đúng rồi, không phải. Tại vì bây giờ nếu mà Quang có cái này thì nó dày hơn thì sẽ không thấy. Không, ý là em nói cái chân giả của ổng á, nó không có lồi cái phễu ra. Giống như ông Quang là mặt lấy lồi cái phễu ra rõ ràng luôn. Còn của ổng không thấy nha. Của ổng hình như cái chân của ổng khác cái chân của ông Quang á. Lát mình nhìn thử cái chân của ổng coi. Nó khác cái chỗ nào. Ổng cũng có nguyên cái bàn chân ở dưới đó. Nhưng mà ổng cũng có cái cây. Cái cây chứ không phải nguyên một cái ống chân. Có cái cây chắc dễ hơn. Lát nữa hỏi ổng coi ổng xài cái loại nào. Nhưng mà không thấy cái lồi, cái lúc mà mặc quần á không có thấy cái lồi ra cái gì đó. Cái viền ở trên cái đầu gối á, nãy em thấy nhìn không thấy. Nhưng mà sợ là gắn cho nó khó rồi, cho cứng đó, nó bự lắm. Nhưng mà nó mới là từ nó con sẽ quen vô quá, còn đi cái kia là con sẽ bị đau hoài với cái này nè. Nó quen chứ anh cái gì cũng mới. Cái chân mình nó nhỏ quá là nó chạy tuột ở dưới bên trong á. Thì đúng vậy. Nó đau luôn á. Nhưng mà mỗi lần gắn vô khó cũng mệt lắm. Giờ cứ thử một hai ngày. Thì đứng lên là nó rơ thôi. Tại mới đầu á nó phải hơi chật chứ nó mới giữ được cái chân anh chứ. Chứ giờ sao giờ? Nếu mà anh chịu đeo vớ thì người ta đâu có cái chân khác chật hơn cho anh đâu. Người ta đã tính hết rồi, người ta làm vớ để người ta tính cái lúc mà cái chân nó teo lại là nó đeo thêm. Nó tính như vậy rồi. Giờ muốn khác cũng đâu được. Chị nghĩ là nếu mà mình đừng đeo nhiều quá thì đeo nhiều quá cũng hầm lắm. Hầm mà. Tại ra nếu mà khi mà không cần đi mình thảo ra chút. Ở nhà mình ngồi coi TV sao. Đúng rồi. Nhà có tivi á. Phải tháo ra cho nó thở một ngày một lần hai lần. Chứ anh đừng đeo xuống. Thì ngủ là cũng tháo ra 8 tiếng rồi đó. Tê không? Không tê gì, không tê, em không tê. Tê nhiều không? Tạm hai tay hai chân hả? Dạ. Tê mà là tê là nghĩa là sao, là mất cảnh giác hả? Đúng rồi. Trong rồi người khi mình feel lắm cái gì nó chạy đồng ra trong hai bàn tay mình không? Tay là bắt cảm giác á. Gì béo béo đâu? Đau chứ. Cũng biết nhưng mà không có nghe rồi. Nhưng mà Linh bả nhéo đâu? Tay là nhưng mà tay là cũng không tốt nữa. Tay là không được, tức là bị block cái gì đó. Làm gì mà Linh bả nhéo của em? Ghê quá, gì nhéo người nổi tiếng. Ta nghĩ mắc cười nhất là
lúc nào nó cũng té ha, mỗi chợ Tết, chợ Tết, chợ gì nó cũng té. Công nhận cái người mập mập có thịt cũng đỡ té, thịt nó đè bớt nó đỡ bị bể xương, bị bầm thôi không có bị thế, vô xương. Mình là ốm ốm là gãy xương rồi đó. Rồi ốm ốm là vô xương rồi. And why him? I can see the gap, the big gap right here. Chắc hơn. Anh trời đất ơi, đi ghét không nổi trời đất ơi. Yeah. Quậy quá mới dắn cái chân mới vô quậy kìa. Trời ơi, đóng cửa cho em. Cái chân bị rộng bởi vì là cái chân của mình nó đã teo lại rồi, nên do đó sao thơ? Phải đeo vớ thêm. Phải mang vớ, nên do đó mình bị rộng. Ủa thì tháng sau là mới có chân mới đúng không? Tháng sau. Nhưng mà chân mới là chân sao chị? Đó, chân nãy đó. Ủa? Chân có nguyên. Cái chân đó hả? Ủa cái chân đó nó có đàn hồi ở chỗ cái ấy không? Sao anh không nhìn? Đâu có đàn hồi được, cái chân nó nguyên khối mà thằng. Ủa nguyên khối vậy cái bàn chân anh nó không không nguyên khối, nó vẫn nó y chang quang, nó giống y chang. Nhưng mà ở phía dưới nó dính lại quang biết không? À nó y chang ở bên trong. Đúng rồi, ở trang. Ủa, cái gì chang phải? Nói sao? Nó y chang nhưng mà nó đâu có đàn hồi gì đâu quang, nó cũng y chang mà nó dính nguyên cái chân xuống, thay vì là ở chính giữa mình có cái cọng sắt thì cái này là nguyên cái chân luôn. Ừ, nhưng mà nó có đàn hồi không nè, đây chân này có đàn hồi nè, giống như thằng đó đang có nè. Ý là cái này nè, cái này nè, cái bàn chân á. À cái bàn chân nó phải quặp lên quặp xuống rồi. Thì đã bây giờ để nó làm, but anyway bây giờ nó cứ làm cho mình đi. Mình vẫn giữ cái chân này, mình không thích thì mình không lấy thôi. Mở bên này mình nay trời đẹp, trời bắt đầu hết lạnh rồi, bớt lạnh. In 1 mile, turn right onto Euclid Street. Hồi sáng nhà chị có bị gió không? Gió, qua này gió lớn lắm. Sáng nhà em gió quá trời luôn. Gió lớn quá trời luôn. Gió lớn lắm đúng không? Ừ. Gió ngã lum la. Gió mà em với má em đi bộ muốn bay em luôn, bay má em luôn. Xong bay cái má em xỉn nỉn, má em đứng lại má em cùi quá trời luôn. Đi bộ mà nó qua thơ ngủ bên bển hả? Ừ. Ông bà ngoại sao? Khỏe. Chút chạy qua thăm ông bà ngoại chút. Khỏe ra, ông bà ngoại ngủ được lắm. Ừ. Tối nào cũng ngủ được, không có bị gì hết. Tối thơ ngủ lại mỗi đêm hả? Tối nay tha qua nè. Ừ. Em ngủ bữa chị Linh về là em ngủ cho tới bữa nay luôn á. Ừ. Linh về là bữa mùng năm em ngủ mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, 5 ngày rồi. Ừ. Hôm nay mùng 10 là tha qua. Ừ. Rồi mùng 11 thì không biết. Không, mùng 11 mùng 11 là em phải qua rồi đó, tại vì là cái mùng đó là chị Bảy chị đi về. Ừ, thứ 7 là chị Bảy chỉ về, thì chị Bảy về là phải em với Thao ngủ luôn. Một người ngủ với ba, người ngủ với má, thì em ngủ với ba, Thao ngủ với má. Bảy này là ngày 10 mấy ta?
chim Đức Mẹ, Long Bích. Chủ nhật đó. Ngày 13 hàng tháng đó. Đọc kinh ngoài đó đó. Rồi, vậy sao mà đi? Cái clip đã quá dài. Cái clip đưa Lê Quang đi đi là gì, đi đâu? Đi đổi cái chân, đi khám lại cái chân. Khám lại cái chân sau một năm phải không? Sau một năm. Đến nay là hết. Đến đây là xin chấm dứt, xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Các bạn nhớ sập cho bà Tám nhiều nhiều nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn ngày an lành, hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Muốn gì được nấy. Bye bye, see you again. Anh bye bye anh. Hết hồn luôn. Bye bye. Chúc mừng năm mới mùng 10 Tết. Bye bye. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Can Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Can Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.